Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Riêng ở Việt Nam các bạn ơi, hôm nay là ngày lễ 4 ngày, ngày lễ 30 tháng 4 là 1 tháng 5 cộng với thứ bảy chủ nhật luôn, là ở Việt Nam chúng ta là nghỉ được khoảng 4 ngày ha các bạn. Thì chúc tất cả quý vị khán giả và gia đình có một cái kỳ nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc nha các bạn. Hôm nay xin phép tất cả quý vị khán giả mình chia sẻ có một bà cô xuất hiện nữa các bạn ơi. Trước đây là gia đình Vân Quang Long á, rất là nhiều người nhận là em nuôi, mẹ nuôi. Bây giờ có bà cô nuôi, bà cô ruột xuất hiện các bạn ơi. Một người mà đại bác bắn không tới luôn các bạn. Mình vừa làm xong mình định up lên cái kênh là Phương Văn Official, nhưng mà nó trục trặc kỹ thuật như thế nào đó, nó up lâu quá các bạn. Tại vì mình thấy cái thời gian á, đôi khi á, là người ta sử dụng đông quá, cái mạng nó bị yếu đó các bạn. Cho nên là mình up luôn hai kênh, nhưng mà cái kênh á, nhỏ to tâm sự á, thì nó up nhanh hơn. Cho nên mình xin phép tất cả quý vị khán giả, mình giới thiệu sơ lược về cái bà cô nuôi xuất hiện ha các bạn. Sau đó là các bạn chuyển kênh qua nhỏ to tâm sự để các bạn xem tiếp cái video này ha. Trong cái video này thì mình cũng chia sẻ dài đó các bạn ơi. Mình chia sẻ, mình phân tích về cái bà cô nuôi này. Bà cô nuôi mà đại bác bắn không tới nè, lâu lâu á, gia đình Vân Quang Long á, lại là xuất hiện một cái người mà gọi là đại bác bắn không tới. Tôi không hiểu giờ phút này á, mọi chuyện nó đã rõ ràng như vậy rồi mà lâu lâu lại xuất hiện mẹ nuôi, lâu lâu xuất hiện là bà cô nuôi. Bữa nay bà cô nuôi hơi đặc biệt các bạn ơi. Bữa nay là bà cô nuôi già thật sự chứ không phải như bà mẹ nuôi mà trẻ ha. Như vậy hôm nay chúng ta cùng theo dõi một cái câu chuyện. Nhưng mình sorry tất cả quý vị khán giả là đáng lẽ là mình up qua cái kênh Phương Văn Official, và mình cũng có giới thiệu trong đó rất là kỹ, nhưng mà vì trục trặc kỹ thuật cho nên là thôi thì bây giờ các bạn chuyển kênh đi. Cái bà cô này á, mình tóm được sơ sơ qua các bạn ơi. Bà lên á, bà nói nhẹ nhàng lắm các bạn ơi. Nhưng những cái lời nói của bà trong đó, đâu đó thì cũng là đá qua gia đình thầy cô, và đồng thời là cũng đá tới tất cả những người YouTuber. Bà nói rằng là những người YouTuber đó, binh vực cô Linh Lan đó, là không có chửi ai hết trơn, mà tại sao bên thầy cô lại phát đơn đi kiện, rồi thầy cô lại là lên video, rồi thầy cô chia sẻ với báo chí, như vậy là bà không có đồng tình. Nói chung là cái sự phản ứng của bà cô này là rất là dữ dội, và bà đảm bảo luôn là không có YouTuber nào mà chửi mắng thầy cô hết trơn, mà tại sao làm như vậy. Chỉ có một người YouTuber là nó bức xúc quá, nó lên nói như vậy thôi. Bây giờ ông bà lại phát đơn đi kiện. Khi mà nghe sơ sơ qua cái câu chuyện này thì các bạn hiểu được là cái bà cô này xuất hiện như thế nào rồi ha. Đó, đây là một trong những mà bà cô luôn bảo vệ cô Linh Lan này các bạn ạ. À. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, chắc có lẽ là bà cô này cũng không có theo dõi cái câu chuyện. Hầu như là cái trong cái lời chia sẻ của bà cô đó, nó đi trái ngược với thực tế. Và đồng thời bà cũng không có đồng tình với báo chí chia sẻ về cái cô Linh Tinh này. Bà nói là người ta làm gì kể người ta. Và bà cũng không đồng tình với chia sẻ của báo chí và về phía công an luôn các bạn. Bà nói cái việc mà gia đình á, của là cô Linh Tinh á, từ mẹ là từ em nè, đó, người ta làm gì kệ người ta, đó, người ta nghèo á, thì kệ người ta. Xin lỗi cô ở đây á, khi mà mình nghèo hay mình giàu á, là đâu có ai phân biệt nghèo hay giàu đâu các bạn. Nhưng mà ở đây là phân biệt cái cách ứng xử, cái tình người, mà các bạn không có phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai đó, là ở đây là vấn đề xã hội quan tâm tới cái vấn đề đó, chứ không phải quan tâm về cái vấn đề mà nghèo hay giàu hay là trình độ học vấn vậy đó. Mình chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là cũng nhiều lần, ở đây á, dù cho học thấp, học cao gì cái đó nó không quá quan trọng hay các bạn, và công việc của mỗi người cũng không quan trọng, miễn sao á là không có vi phạm pháp luật là được rồi. Người ta chạy xe ôm á, người ta đi buôn bán hay ta làm bất cứ cái nghề gì cũng đều được tôn trọng hết các bạn, người ta không vi phạm pháp luật. Chứ không ngửa tay xin tiền, cái người mà không nghề nghiệp gì hết trơn mà tối ngày ngửa tay xin tiền ăn đu bám người khác thì cái người đó mới đáng lên án. Bà cô nói là quy chụp cho thầy cô là người có ăn học, người có trí thức lại khinh thường người khác. Ở đây là đâu có ai khinh thường đâu các bạn. Ở đây là cái cách cư xử của cô Linh Tinh này ngay từ đầu cộng đồng mạng, thậm chí là bây giờ không có nói tới giàu nghèo hay là trình độ văn hóa gì chứ, cái đó là không có ai phân biệt các bạn ạ. Đạo đức ở mỗi con người, dù cho học thấp học cao ha,
Rồi, dù cho nghề nghiệp gì đi nữa, đều được xã hội tôn trọng ha các bạn. Còn ở đây, cái đạo đức và cái tình người của mình, nói là nói cái vấn đề ở đây là đạo đức nè. Cái con người không có nhận định được đúng hay sai, và cái cách ứng xử trong cái gia đình và với mọi người khác. Chứ ở đây là không có ai phân biệt gì hết à. Bà cô này bà lên bà nói thao thao bất tuyệt các bạn ơi. Đó, bây giờ mời các bạn chuyển kênh qua cái kênh nhỏ to tâm sự của mình. Mình chia sẻ rất là chi tiết về cái bà cô này. Các bạn thông cảm cho mình. Các bạn kéo xuống ở dưới video á, các bạn lượt xuống, thấy cái kênh nhỏ to tâm sự đó, cái biểu tượng này, các bạn nhấp vô đó, các bạn chuyển luôn qua cái kênh nhỏ to tâm sự liền. Mong tất cả quý vị khán giả, tại vì mình cũng chia sẻ những cái trục trặc kỹ thuật đó, các bạn đăng ký hai kênh để các bạn cập nhật những cái video mà mình sản xuất ra là bên nào bạn cũng cập nhật được ha các bạn. Mình chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Thôi bây giờ chuyển kênh qua để chia sẻ cái bà mà bà cô nuôi đó các bạn, bà cô mà đại bác bắn không tới. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.